33 xe. Xe Long, Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ để đối đầu với bộ ba chim sẻ đang BB và kê thủ U98. Trận thi đấu đầu tiên. Xe Long đang muốn ăn hiêu. Đang muốn chơi bài tàu với Tỷ Long. Của bầy hiêu 5 con. Người ta nhìn thấy mượt các bạn. Đấy, căng và mượt. Đánh xem trước mọi người nhé. Anh em có thể đưa ra dự đoán của mình ở trên khung chat. Đấy, hôm nay thì Trung Quốc ăn hành hay là Việt Nam chúng ta sẽ hứng chịu thêm một thất bại. Đánh sở trường của đội bạn trước, đó là xem. Chào tất cả mọi người nhá, chào anh Makara, chào anh Bách Hòa. Một pha F3 đến từ anh Siaku. Hiểu đang có vấn đề gì, không ai chậm dân cả. Ôi, Siaku đã gõ bắt đầu. Đấu đã được tiếp tục sau một vài giây tạm dừng. Anh em nhớ để lại nút like, vừa vào cho em xin nút like. Đó là mắt máy. Quả phụ thứ hai và bầy yêu thứ hai dành cho Xe Long. Như vậy Xe Long đã thành một bài ngon rồi. Rừng cũng rất đẹp dành cho Long. Bây giờ Xe Long sẽ không cắt dần về, không đi dò thêm nữa. Bài đầu cánh dành cho Xe Long. Biên thủ Sơ Luyến là người trong cánh. Sắp xếp thế là đẹp sẵn rồi đấy. Đúng thế người cầm. Bài đấu mà kiếm thủ đội hổ 18 hoàn toàn thể dâng thẳng lên bên phía bên trên dành cho Xe Long. Để Xe Long cũng là người đánh tại nhà. Cắp dần ăn quả phụ dành cho Xe Long. Không có nhiều dịp để Xe Long có thể cắt kèo thi đấu giữa Xe Long và bên kia có chim sẻ đâu. Mọi người cứ ấn nút like đi. Một like một chia sẻ nào. Những thao tác tay đầu mượt dành cho Xe Long rồi. Bài vở hai hiêu hai quả. Thế thôi. Không cần nhiều. Cái bài nhiệt quá hai để chịu. Mọi người chờ đợi một chút. Ta sẽ có tín hiệu đến từ các kiếm thủ khác thôi. Tao không đánh 44, đánh 44 online lag anh. Đánh 44 online lag. Đánh solo lag, đánh 33 là hợp lý rồi. 26 dân dành cho Xe Long của bài đầu cành. Đánh thủ mùa 4 như thủ Sơ Luyến chết một dân trong cánh và đánh chết một dân. Mùa 4 Sơ Luyến chết một dân. Đây là màn hình máy quan điện. Mới nhỉ, mới lo rồi. Chờ chút đây. Đây là có lẽ là bị lỗi một chút. Thank you.
Ta trông chờ xem liệu lôi lỗ hổ anh có đi dương ngang. Cái Long đánh chơ vơ đầu cánh và vâng cũng không phải vài đấu lên đường sớm. Ủa tôi bảo vấn đề lịch sử nào. Anh em thấy xem có nét hơn Facebook. Một BB và màu 6 game thủ chia sẻ là những người đời sớm hơn. Các game thủ khác họ cũng không lên đời quá muộn đâu. 5A dành cho Sen Long. Thao tác ban đầu thấy của anh là thấy mượt rồi, hôm nay Sen Long đánh mượt. 5A, sóc từ đầu. Rồi là khoảng thời gian mà ra dân ra ruộng ấy từ Sen Long. Vẫn là những cái tình huống ôm gỗ đúc ruộng quen thuộc thôi. Liệu cánh của Sen Long gặp ai? Tôi trông chờ một trận thi đấu và Sen Long gặp luôn chim sẻ ngay trận đầu. Không biết anh em muốn Sen Long gặp ai. Đánh online anh ơi, đánh online trên nền tảng Ego Play. Offline thì... Vâng, màu 7, Uchita. Gặp ngay màu 7. Bước ra cửa nhà và gặp ngay thằng cháu 98. Game thủ sơ luyến nó đẩy lên từ rất sớm. 98 đang bị 2-1. Hai anh già đang hành hạ 98. Vâng, ruộng của 98 sẽ bay thôi. Quá đơn giản. Đúng rồi, ta sẽ. Bài mà trong cánh đẩy ra rất sớm đến từ anh Sơn Huyền. Vẫn chưa có đi được máy từ anh Sơn Huyền. À đây rồi. Đây là anh Sơn Huyền. Mọi người chờ chút. Vẫn lỗi. Đây là anh Sơn Huyền. 38/48 dành cho Sơn Huyền. Sơ Luyến sẽ đứng vị trí nhà BA của 98 và Sen Long sẽ hành hạ 98 trong nhà. 5-3 dành cho Sen Long. Chúng là Sen Long đang hành hạ cả thằng em 98 rồi. Quá khổ dành cho 98 khi mà một bài đấu quay ở ngoài cành. Gặp ngay Sen Long. Tôi trông chờ ngay trận thi đấu Thần Long gặp chim sẻ hay không. Hôm nay đã là 58/64 dành cho Sen Long. Pha điều R thì tình huống này không hề ngán. Sen Long hoàn toàn thể chấp được dốc luôn. 98 đã phải tháo cống chạy đi rồi. Nâng cấp chặt của 2 dành cho Sen Long. Một bài đấu mà game thủ Sơ Luyến là người đi dâng A. Trong cánh và dâng A ra bên ngoài. Đây là anh Sơ Luyến 45/52. Bắt đầu vào trong cánh rồi. Và 98 đã chết. Không phải 98 chết mà 98 mất nhà. Đi dâng A thao này 46. 98 vẫn đã bắt đầu có cung đờ lẻ tẻ. Đây là những con cung đờ của màu 8 lôi lá hổ. Lôi lá hổ đang solo với cả game thủ chim sẻ. Và bây giờ thêm sự xuất hiện của Sơ Luyện. Một pha vẩy e đến từ Sơ Luyện. Chưa được. Chưa được. Nhưng không sao, Luyện đứng lại chơi luôn. Đứng lại chơi luôn. Chim sẻ vừa mất một tên cung to. Trong khi đó Sen Long anh vào trong cánh chưa. 67/84 dành cho Thần Long. Thần Long lại lui về phía mặt nhà A của game thủ 98. Vâng, hai con cung đờ đứng chờ tư sẵn. Và nó bảo đứng đây tư chiều. 98, vâng, 98 cũng đắp móc máy Sen Long. Khi mà thế nhà Sen Long là quá rộng. Một sát đăng ký là 65. Trên một vài dân ở cái bay gỗ. Tạm thời thì Sen Long anh vẫn chưa ra khỏi nhà được. Game thủ BB đang muốn nhoi lên cứu nhà A dành cho 98. BB cũng đã có cung đờ đến nhà Long. Long sẽ phải kéo về thủ thôi. 68/92 cánh kia sao. 44 là tham lai hiện tại của game thủ Sơ Luyến. Sơ Luyến vẫn đang hành hạ chim sẻ. Bài đấu là bắn bay cánh của 98, sau đó anh quay trở lại vào trong cánh luôn. Dường như BB là người trong các 3 giờ.
DB ở trong góc bao giờ phải nghe dành cho game thủ Sơ Luyến. Có lẽ Sơ Luyến là game thủ mà chúng ta thấy rằng anh ấy tốt hơn, tốt nhất trong các số các game thủ Trung Quốc. Anh vậy không khác gì một game thủ Việt. Đây là Sen Long. 6-7-2. Anh đã quay về Vân Sen Long không hề vội. Chủ động đào và đấu hai được nâng cấp, bỏ bế nhà cửa, đốt A của đối phương. Sen Long có đóng BC không? Vâng, nhà Sen Long đang hết dần dừng. Màn hình máy của Sơ Luyến, Sơ Luyến đã vào trong bàn DB rồi. DB vừa mất một tên dân cũng khá to. Sơ Luyến đi dâng A và gom được rất nhiều cung. 8-4-1, 41-56 dành cho Sơ Luyến. Nhà Sơ Long hồi lại trong nhà Sơ Long. Đến góc 12 giờ. Và màu 7, diễn thủ 98 bay từ rất sớm. Có lẽ màu 7 cũng đã chui trong cái góc 3 giờ này rồi. Sơ Luyến có vinh mò ở bên ngoài nhà BB thôi. Một tên mà lọt vào đến từ anh Luyến. Luyến quyết định chơi. Luyến quyết định chơi khi vào đằng sau có game thủ màu 8, game thủ lôi đổ đằng sau rồi. Tương tác là quá tốt đến từ game thủ Sơ Luyến. Tầm này thì 2-1, BB liệu có đủ lượng cung để có thể đỡ hai ông này không? Và liệu cánh kia chia sẻ có muốn công Sen Long không? Sen Long vẫn đang mất tay với cả game thủ 98, vài con cung đờ lẻ lọt thẳng vào nhà của Sen Long. Nhưng mà nhà của anh ấy quá rộng. Nhưng mà Sen Long cũng đã bắn ở trong nhà của BB rồi. BB đang không phải là 2-1 nữa rồi. Anh phải là 3-1. Và ốp nhà tập thể từ các game thủ Trung Quốc. Sen Long đang rất khó chịu với 98. Khi mà 98 lọt thẳng vào ruộng của Sen Long. Nhà Sen Long thì không hề dễ bo. Quá nhiều điểm yếu đến từ Sen Long trận này. Giờ để mất khoảng thời gian nữa thì Sen Long cơ cấu lại ruộng. Lượng thực không còn. Sơ Luyến còn 36 thôi, không thể mãi khỏe cái bài đi dâng A này được. Ba mươi lăm trở lại với Sen Long. Tạm thời thủ ở nhà nhưng 98 thì vẫn đang có tên ở trước cửa nhà Thần Long kìa. Anh thế này thì vâng, chia sẻ đáng lại có cơ hội hồi. Nhưng mà một pha ốp nhưng mà BB không chết. Và 98 trận này anh đang thể hiện mình là người tàn nhưng không phế. Sắp sửa đến 27/7 rồi, hôm nay 23 rồi, 98 cảm giác anh tàn nhưng không phế rồi. Vâng, hết rừng. Nhà Sen Long quá sâu. Vẩy E nào. Không có vẩy E thiệt. Nó thiệt. 98 quay trở lại hồi khi mà không ai quản anh. Một khoảng thời gian đủ để 98 có thể hồi. Và 98 vừa mới bung đi trở lại lần 2 thôi. Nhà quá rộng. Còn phải bơm đồ. Vâng gì đây, vâng vàng dành cho Sơ Luyến. Sơ Luyến sau khi nhận 120 vàng của Sen Long sẽ tích cái đầu máu thôi. Sao ai của anh là 43/56, bài đấu dâng A làm tốt rồi. Nửa tiếng trong game mà anh vẫn giữ được tham lai 4x. Vẫn đi quản Sơ Luyện rồi một tuần quần đi lỗi. Sen Long ở đằng sau nhưng anh không biết. Không sao. Tớ nói thì Sơ Luyện không bị xích cổ. Màn hình máy của Thần Long 70. Tiếp tục là công nhà BB. Và vừa rất nhiều tay từ Sen Long. Vừa quản ăn hoàng của 98 và vừa công BB. Xoay tham một tên không? Chậm lại xoay tham một tên không? Rất đáng tiếc chúng tôi không có màn hình máy của game thủ lôi lão hổ thì ai biết anh, vâng, anh sống hay anh chết. Anh to nhất 3 rồi, lên 4 rồi, lên. Sen Long quá nhiều tay, anh điều hai đạo. Nhưng pha hit and run của Sen Long không hề về E. Không hề về E, cứ hit and run thôi. Vâng, lại tiếp tục là 98 và 98 quyết định vẫn ôm Sen Long thôi. Quá khổ.
quá khổ cái thế nhà của Sạc Lau. Chặt hết rừng đi rồi. Đáng đi công. Đáng bắn dân cuồn. Tự nhiên thằng 698 lại vào. 65/112 dành cho Sạc Lau thôi. Lại không lở to được. BB thì quá nhiều dân. Đúng hình ảnh của BB rồi. Bùng rất nhiều nhà chính mới ra và sóc dân. Nhưng mà đồng đội 98 không hiểu đang ngồi chỗ nào. Anh nhận đồ bơm. Cảm giác 98 quá khổ rồi đấy. Màn hình máy của anh Sơn Luyến 58, như vậy là dâng A nhưng mà tham lai 6x này. Rồi anh làm cách nào thì kê vào Sạc Lòng đi. Kê Sạc Lòng thì Sạc Lòng thoải mái phát triển đi tấn công thôi. Quay trở lại nhà chim sẻ một tơn. Quay trở lại quấy rối chim sẻ một tơn. Vâng, thậm chí là Sơn Luyến còn đang vẩy e bắt cùng R hộ Sạc Lòng. Và cũng lằng nhỏ thì Sơn Luyến tốt hơn. Chim sẻ cũng là bởi đấu đi ăn hoang thôi. Bây giờ anh mới lưng đầu máu, xanh lưng đầu máu muộn vậy. Sạc Lòng bơm 120 vàng từ rất sớm rồi mà. 61 của Sơn Luyến, đây là game thủ Sạc Lòng 64. Ôi. Anh cứ thừa gỗ anh cho dãy hàng nhà BE vào anh ơi. Đấy chỗ này. Cứ đi ở chỗ này vào đây. À, chốt 2 BB bạn. Mô 8 cái thủ lôi lỗ hổ đang to nhất bản đồ. Như vậy là lôi lỗ hổ khỏe đấy. Cùng cánh với sẻ nhưng mà khỏe hơn là được rồi. Bình tĩnh rồi chẳng nào. Bình tĩnh rồi. Đấy đây đây, cháu chị đang bị tắc cung này. Tắc cung R này. Trận thi đấu có lẽ 98 chỉ công Sạc Lòng thôi. Có hai cỏ BB vào. Hào, tôi nào rồi, tôi nào, tôi thấy bạn binh rồi. Tôi nào rồi. Sơ Luyến à, Sơ Luyến 61. Sơ Luyến vừa thủ nhà cái đợt mà kiếm thủ BB công lên. Và vừa đi tấn công chia sẻ luôn. Dừng 5A. Trận thi đấu mà dừng tôi không biết thắng hay thua thì game thủ Sơn Luyến xứng đáng được. Vâng, nếu anh thắng thì anh xứng đáng game thủ, có lẽ là game thủ hay nhất trận này. Một tên thiêu đến từ game thủ Sơn Luyến để đảm bảo chính thể bị ngưng lại một chút. Như vậy chim sẻ cũng không hề bé đâu. Sạc Lòng phải cố gắng rồi đánh cái thế tiếp tục móc đi. BB đã bị bắt một khoanh ruộng. BB đào rất nhiều vàng, đào cắm rất nhiều vàng đến từ BB rồi. BB chủ động đi tấn công, chẳng nhẽ BB đã kích 4. Có khi nào BB đã kích 4 không? Đóng BK rồi. Có khi BB đang trên đường lên đời 4. Như vậy lỗ lỗ đã di sai. Có vẻ như anh bị ốp chết. Trận thi đấu mà. Vâng, 98 đánh hay đấy. 15 kim. Cái chỉ số kim của 98 thì đây không phải chỉ số kim. Xin lỗi mọi người. Một cơm dành cho Việt Nam. Trận đấu mà phải dành lời khen dành cho game thủ U98 khi mà anh ôm không cho Sạc Lòng phát triển to. Hôm nay đánh chặn 4-2 thể loại mọi người nhá. Anh em cho xin nút like nào. Để chúng ta chờ đợi đến trận đấu thứ 2.马马令控的就是打一分钟的。你纠结哈啊！他妈这个麻雀一分针不控，他妈的就起来了。这马都死在他家了。
sẻ vẫn còn to mà anh. Bên phía Trung Quốc chỉ có một mình lôi nó hổ to ngang sẻ thôi, khó rồi. Lôi nó hổ có lẽ không lên 4. Và soi chỉ số vàng của Bi chắc đoán đi lên 4 rồi thì thôi. Khó. Đang chúng ta chờ đợi trận điều thứ hai. Kèo chạm 4 cơ. Xin một tên anh nào soi máy anh lôi lão hổ. Xin. Anh xeo khu kìa, anh soi máy sang long rồi anh. Anh Vũ Minh soi máy lôi lão hổ. Trận thi đấu thứ hai với màn hình máy sang long. 3 giờ. Mùa 2 sơ luyến ở góc 6 giờ và game thủ mùa 8 ở trong cành đó là game thủ lôi lão hổ. Đây là bãi quả đầu của game thủ xe long, gỗ đầu xa nhưng mà bầy hiêu còn xa hơn. Một bãi quả đến từ thật long. Một bãi quả đầu là 7 cây. Vâng, ra cửa gặp ngay một con sư tử luôn. Chết dần không? Rất may mắn là không chết dần. Anh em nhớ để lại nút like nào. Khoai cũng like nào. Và mọi người cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo nữa. Ta sẽ xem ra kèo thi đấu và có lẽ là sắp tới đây sẽ có rất nhiều kèo hay. Cậu đồng áo em Việt Trung thì đã sôi động trở lại sau trận cua 0-4 của chim sẻ trước game thủ Tiễn Như Vũ rồi. Hôm nay Tiễn Như Vũ thì không thi đấu. Rất nhiều người đang trông chờ vào Tiễn Như Vũ thay ai đó một trong ba vị trí ngày hôm nay. Hai chú à! Nhưng mà người đã chốt từ đầu đó là game thủ xe long, game thủ sơ luyến và game thủ lôi đã hổ rồi. Đây là chiếc nhà BS đầu tiên dành cho xe long. Bài đấu mà về lý thuyết thì xe long đã đủ đồ để có thể lên đời với hai bãi quả một bầy hiêu. Ở đây chỉ là một bài đủ thôi, nhất là bầy hiêu của anh thì không đưa được về, không đưa được về nhà chính. Thêm bảy hiêu nữa dành cho xe long, bài giống trận trước, hai hiêu hai quả, quả phụ xe long và một bãi quả, bãi quả sau. Với những cái tình huống ép đời, xe long vẫn ép tốt thôi. Tay chân có thể là kích click chuột không chuẩn như ngày xưa, nhưng có thể loại ép đời anh vẫn ép chuẩn. Xem anh sờ luyến à. Bảy hiêu này của xe long chỉ là 4 con. Number one chưa sửa. Bài đấu tiếp tục phải đánh 26 giây và kích được tầm khoảng 7 phút 49 giây. 7 phút 49 giây xe long kích lên đời 2. Một tình huống giật lá, hy vọng nó không quá giật. Ở
Đây là màn hình máy của anh Luyến. 26 dân, cũng 26 dân. Có thêm một bãi quả cụ nữa. Vẻ như một tình huống mà đang, nó biết đang bị giật. Bây giờ chỉ cần nín thở bóc cò, cầu mong nó không giật quá. Xong rồi. Rồi tạm. 22 dân đến từ lỗ lá hổ. Đây rồi, bài xít người rồi. 22 dân. 22 dân. Đấy, tôi phải nhắc lại 2 lần. 22 dân. Nhắc lại đi phát nữa. 22 dân cộng 1. Khả năng cao lỗ lá hổ sẽ không cộng thêm dân ở đề 2. Giết người đấy. Tích chuẩn ở cuối 8. Trong khi các game thủ khác hầu hết là đánh ít nhất là 25 dân, đánh những cái bài đấu cơ bản thôi. Còn lỗi đâu anh chơi bài lân cao rồi. Anh chơi là toán cao cấp rồi. Mở. Mở đâu nhỉ? Ai xem mở không ạ? Chất lượng cao nhất rồi. Em xem em ngồi cái máy livestream này xem nó còn lét. Em còn nhìn thấy cả lông lách của thằng nông dân. Anh có thể ấn vào cái bánh răng và chọn chất lượng 1080. 1080 HD và 60 FPS. Các bạn like ở phòng riêng cho nên là like mất tiền cho nên là nó phải khác, chất lượng nó khác. Và có lẽ là chất đường truyền mạng nó vẫn giật như ở nhà. Chúng ta đây nó vẫn giật như ở nhà. Thì chứng tỏ không phải máy ở nhà lát. Màn hình máy của anh Luyến. Rồi cắt dân. Bỏ chiếc S để cắt dân ăn bệnh quả. Ây da. Có máy của anh Luyến này thì máy máy đều đều hơn một chút thì nó hơi mờ mờ. Nó cũng xem được. Không đến nỗi nào. Quay trở lại xem Long đi. Có anh bảo 720 còn nét. Cú Na đến từ Sen Long. Cú Na có lẽ chặt qua ai luôn. Đấy. Chặt qua ai luôn. Sau đó mới kích chính xác là sóc đều tờ Cú Na. Anh sóc thật ra cũng không đều lắm. Có lẽ cũng có tuổi rồi. Không thể tăng tăng mãi được. Anh cứ chậm lại. Nhả bớt dân. Úi dồi, lôi lão hổ một mình một vạch luôn. Nào. Mọi người cứ tự tỉ so sánh nhá. Lại gặp 98, hay quá, lại gặp thằng cháu 98. Cháu 98 thì vẫn đánh 4A thôi. Ủa, sao băng sân đông á, tao lên đây. Tôi cầu đánh 5A được không nhỉ? Thằng Long lại gặp 98. Trong người đó anh sở luyến là người gặp ai đây? Chúng ta đang dạo một quanh để vòng qua để xem thế nhà Sang Long. Đây là những con lông dân của game thủ màu 8 đôi lão hổ. Hai thằng dân có lẽ là dân đi dân của anh. 98 đi dạo một vòng để gọi là dò thám thế nhà của Sang Long thôi để tí nữa móc. Giống ở trận thi đấu trước. Còn đây là anh Sơ Luyến. Sơ Luyến vừa mới đẩy giờ đi ái ra. 98 đi dân A. 98 đầu cánh bên này và dâng sang đầu cánh của Sang Long. Liệu có phải đúng một bài đầu 98 dâng A không? 98 đã bắt đầu quay trở lại nhà Sơ Luyến ăn miếng trả miếng với anh Sơ Luyến rồi. Tham lai của Sơ Luyến là 55/60. Vào trong cái nhà của game thủ BB. Đây là những con lông dân của B. Sơ Luyến sẽ phải kéo một cú tơn cùng về. B đã không ý chị để ý chạy dân. B đang để quên những con lông dân của mình. Một tình huống mà đánh có lẽ B đang mất tay ở chỗ nào đó. Xe Long đẩy lên chăng? Đây là một cái của Long. Long đang đấu quân với cả... Không, Long đang kết hợp quân với cả lôi lão hổ để đẩy vào nhà B. Vâng, B đúng là mất tay điều với hai ông. Thảm nào không chạy dân. Một bài đấu mà 98 dâng A giữ bản đồ. Bài đấu của game thủ 98 là người dâng A giữ bản đồ. Rồi, B chắc khổ lắm rồi.
Con này là bị thằng Chumila gọi xẻ sang cứu. Tôi nhìn thấy cả sắc khung giờ mùa 2 sờ lướn ở đây. Và đây rồi, chim sẻ bây giờ mới xuất hiện. Một khung giờ sẻ cắm thẳng trụ của Xe Long. Những pha về E, những pha về E của Xe Long. Còn Xe Long về E kinh rồi. Gã luôn đã hổ trong nhà Bi nữa rồi. Trước Bi đánh khỏe quá. Trận này cả Bi quyết tâm cho Bi về bờ luôn. Và mà chị Tám vẫn quyết tâm là Bi móc máy Xe Long. Tám này ở Xe Long thì 86-84 thôi, một cái nhà lại quá rộng. Quá mất tay đến từ Long, đã có chiếc nhà bè thứ 5, đã có BC. Nhưng mà sẽ không thoải mái đâu. Không thoải mái để anh ra dân ra ruộng đâu. Thì mà 98 nhà BA 98 giữa bản đồ. Đẩy quân lên vị trí nhà Xe Long cực kỳ nhanh. Đá này của anh chứng lại con số 60. Anh Sơ Luyến 68. Chưa thấy ai công chim sẻ nhỉ. Chim sẻ có lẽ nhà mắc binh trên 12 giờ chăng. Như vậy đánh thế này thì game thủ Sơ Luyến sẽ là mọi người phải chủ động đào vàng rồi. Một trận thi đấu mà game thủ Sơ Luyến anh cũng đánh 4A ở tỷ lệ ban đầu và chủ động nâng cấp chặt cô 2 cũng như cũng để đầu máu sớm đào vàng từ rất sớm. Có lẽ sẽ soi chậm lại soi một tơ, nâng cấp lốt cái bản đồ chậm lại soi một tơ để biết được là sẽ phải có đời 4 hay không. 85/88 đến từ game thủ của 2 Sơ Luyến. Đây là đường xe đọc 80 để lại được này. Bắt đầu di lên 12 giờ. Nơi xuất hiện của chim sẻ đi nắng. Nơi trú ẩn của chim sẻ. Tổ chim. Người ta gọi là tổ chim. Ủa xe lọc rồi. Ôi. 8 quá khổ. Nhức nhối lắm đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Khỏe nguyên. Ba ông ốp của mình Xe Long và không bùng. Vâng. Tôi mà là anh Long khả năng cao sau trận này. Cho chị đá một phát. Quá khổ. Chào Ngọc Bùi nhá. Đấy phan cứng đấy rồi. Rồi chỉ nắm con vẩy gà e ạ. Đây là Sơ Luyến 110. Sơ Luyến sẽ là người để chủ động đào vàng. Nhưng mà nhớ BB cũng to. Lôi lỡ hổ chỉ là một vài đấu đi dân Nga thôi. Không biết anh còn sống cơ. Anh còn vài con cung thôi. Thì đời sớm nhất bản đồ nhưng mà không biết anh có làm được gì không. Tôi thấy Bi vẫn còn sống. Bi vẫn còn sống. Bi vẫn còn khá đông quân. Tôi đã hổ đang kết hợp quân với Sơ Luyến để có thể tiếp tục là công nhà Bi của tôi. Cố gắng giết những nhà vệ tinh. Nhưng mà quan trọng nhất là Xe Long anh xử lý thằng 98 xong chưa. 68 đảo một hồi. Đôi lỗ là người bơm đồ với Xe Long 160 thực và 176 gỗ để Xe Long có thể hồi lại. Thằng cháu 98 vâng bây giờ nó lại sang nhà của anh Lôi Lão Hổ rồi. Còn đây là Sơ Luyến. Đây Sơ Luyến. Sơ Luyến 127, 98 lại lọt vào nhà Luyến ở góc 6 giờ anh ơi. 98 bắn 3 nhà. Sợ thật. Không là 98 đôn binh ở đâu vậy? Anh có hút tí đôn binh nào không nhỉ? Cảm giác bắn như lên đồng ạ. Sơ Luyến đã đóng BK rồi nhưng mà đang bị móc. Cổ đến thật sự. Trong khi đó thì chim sẻ đang đẩy Xe Long. Có cả BB luôn. Thật ra là Xe Long đang xử lý nhà BA.
và quên đi chia sẻ đi lắng đẩy mình. Rồi lại phải kéo quân về thủ nhà đến từ Long, thằng bài 90 đến từ Sang Long lại tiếp tục bay dụng chính rồi. Cái thằng nông dân làm ruộng với Sang Long quá khổ trận này. 89 thôi. Trong khi đó anh Sơn Luyến, anh kích 4 chưa anh ơi? Chưa kích 4, đúng là chưa kích 4 đến từ Sơn Luyến, kích 4 luôn không? Anh vẫn đang chờ, lực thì nữa đủ rồi. Rồi, bây giờ mới kích 4. Anh bảo không phải vội. Anh đã từng đi, anh đã từng làm việc một năm ở Hà Nội rồi, biết được không phải vội rồi. 128 đến từ anh Sơ Luyến, người đã kích 4. Còn đây là cầu thủ Xe Lọng, cố gắng thủ nhà chứ chim sẻ thôi. Tôi nghĩ là chim sẻ cũng đã sẽ kích 4 thôi. Một bài đấu mà sẻ thầm du trên góc 12 giờ, gần như anh không đẩy quân. Bây giờ anh mới đẩy, khả năng cao anh đẩy để anh kích 4 rồi. Như vậy Sơ Luyến sẽ phải, người có kinh nghiệm đánh đời 4 của anh sẽ phải phát huy ở trận thiếu này. 92 dân đến từ Sơ Luyến, tôi không nhìn sợ ý rõ số lượng dân của game thủ chim sẻ. Không nhìn thấy rõ số lượng dân của game thủ MOBA. Nhưng con số đó nó cũng không phải ít. Hai trận thi đấu chúng ta thấy Sang Long quá khổ khi mà gặp những cái bài đấu mà thế nhà của anh quá rộng. Nhất được khả năng về e, khả năng về e cản mặt để bắt cung R đối phương của Sang Long là không tốt, gần như không có. Và anh cứ bị 98 hành thôi. Lại tiếp tục là 98 đang cố gắng móc không cho lôi lỗ hổ có thể hồi. Bài đấu lên đời sớm nhất bản đồ, có lẽ không biết anh lôi lỗ hổ anh công ai thì để ban đầu. Đã đời 4 đến từ game thủ Sơ Luyến, đang trên đường có đạp đôi, sắp dần những con sắp đơn ra. Thôi ta ui, chim sẻ to đùng, chim sẻ có lẽ lít rưỡi. Rồi bây giờ trông chờ vào cái kinh nghiệm đánh đời 4 thôi. Solo anh có thể không khỏe, có thể loại đánh team này thì anh đánh suốt ngày. Cố gắng lên anh Luyến đây, sẻ to đùng, công BB trước, hợp lý, công BB trước, công nhà vệ tinh trước. Lít rưỡi đến từ game thủ, đây rồi, sẻ sang cứu bị, bắt luôn, để chờ ở nhà mình có đạp đôi mình đẩy lên, đạp đôi lâu đấy nhỉ. Rồi, đã có đạp đôi. Đội lỗ hổ tiếp tục bơm gỗ cho game thủ Sơ Luyến tràn đạp đôi, tăng thêm L lên 300 gỗ của anh game thủ lôi lỗ hổ. Còn đây là Xe Lọng 94, Xe Lọng cũng sẽ phải cố gắng đi móc bi và đào vàng, sẽ là một người nữa lên đầy bồn đến từ game thủ các game thủ Trung Quốc. Sẽ đã có đạp đôi lên nhà Long, Xe Lọng chủ động nâng giáp cho cung R. Như vậy là sẽ vác hết cung R sang thủ nhà cho bi và đạp đôi đi công nhà Xe Lọng, có lẽ bi không thủ được rồi. Đây là màn đánh máy của Sơ Luyến, 165. Đẩy nhà bi trước để lấy thế đấy, ở đẩy nhà chim sẻ, sát mép bản đồ đẩy lên. Tôi trông chờ vào kinh nghiệm đánh đời 4 của game thủ Sơ Luyến. Các thể loại đồng đội. Ở cái thời điểm này thì không ai quản Luyến, không ai công mà Luyến, không ai lọt vào nhà Luyến nữa. Rồi Luyến sẽ thoải mái và phát triển đẩy tham ai lên 2 lít. Và đạp đôi tràn bản đồ. Phải hot thủ nhà và có lẽ đạp đôi tấn công. Thì trẻ đang vẫn đang công Sang Long. Sang Long chỉ là 97 thôi. Ôi đạp đôi công vào. Hết đạp đôi rồi thì phải. Toàn cung R rồi. Hết đạp đôi rồi. Trẻ đang chưa có tay điều đạp đôi. Trong khi 98 lại tiếp tục quản vàng và Xe Lọng ba con cung R. Đây rồi, Xe Lọng rất nhiều tay, vừa lấy cung R, chính xác lấy dân đập cung R, vừa thủ nhà BA, vừa có quân đi quản cái thủ BB, truy sát theo dân của BB chạy vào nhà sẻ rồi. Anh Luyến ơi, rồi hai lít rồi, đẩy quân lên nào, đẩy quân lên. Hôm nay Luyến đánh khỏe,
Hôm nay Sơn Luyến đánh khỏe, hôm qua thì anh đánh solo quả kèo Tam Quốc Chiến và anh không có một chiến thắng nào. Chúng ta thấy anh có vấn đề ở thể loại solo. Ôi, Sơn Luyến còn sóc cả lạc đà. Sơn Luyến tôi nhìn thấy có đúng một con lạc đà. Quân quá, đánh đời 4 quân quá, sóc nhầm rồi. Không sao, tham lại 2 lít ở nhà khỏe như thế này. Anh cứ dồn hết đạp đôi lên, thậm chí là dâng cả lờ lên giữa bản đồ đi cho nhanh. Xẻ thì cứ co cụm trên 12 giờ thôi, tôi không nghĩ là... Rồi, tỷ số 1 đều. Tôi không nghĩ là xẻ có thể thủ được. Khi mà những nhà vệ tinh đứt hết rồi. 1 đều. Thì đấu hôm nay Sơn Luyến đánh khỏe. Bài đấu lên đời sớm nhất bản đồ, 22 dân của game thủ lưỡi hổ của anh công nhà của game thủ chia sẻ bò kín nhà anh không làm được gì. Đoán thế. Một đều. Kéo thì đấu chạm 4, hai thể loại xem và AC, 33 xem và 33 AC. Đội hình này đã đội hình mạnh nhất của Việt Nam chưa mọi người? Ai là phải thay thế ai? Anh em cho xin tên like đi, bây giờ mới có 20 like. Hôm nay bình luận viên tiếp tục bình luận ở quán net rồi. 12.000 một tiếng. Từ 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 bình luận đến trận nữa gọi Lon Bò Húc. Vừa bù bát cơm giang rồi. Tay tỏ, người đánh tim uy tín lắm. Đánh solo thì yếu thôi nhưng mà đánh team uy tín lắm. Anh em cứ từ từ. Anh em like đi. Một 157 người đang xem nhưng mà chưa có ai like. Mấy gì có 23 like thôi, 23 là xấu. 23 ở trong game nó là get out, nó xấu. Anh em cho thành 50. Hình như 50 là con số cuối cùng của cái giọng này, cái giọng trong game rồi. Hình như gõ được đến số 50 không? 50 giọng. Thật ra chỉ có 20 mấy giọng thôi nhưng mà các anh Trung Quốc ghép thêm vào ấy. Khổ, chẳng lòng hai trận khổ đấy. Chị Tám hôm nay đánh cũng tốt. Hồng Anh thì vẫn đang bị ốm và chưa thể quay trở lại được. Rồi, trận thi đấu thứ 3 với màn hình máy của Xe Long tiếp tục lại ở ngoài cánh. Một trận nào cho anh ở trong cánh thể hiện tí nhỉ. Ta chờ đợi đến với Xe Long gỗ đầu xa, liệu có hiêu voi không. Đây là bãi quả đầu thẳng tắp 6 cây. Đóng gờ ăn rồi. Đóng gờ ăn rồi. Anh em có thấy chất lượng hình ảnh như là tín hiệu âm thanh hình ảnh đã tốt chưa? Thiếu một ánh sáng thôi, chẳng khác gì nhạc hội cả. Ánh sáng thì chắc được rồi. Âm thanh hình ảnh tiếng game được mic đã ổn chưa? Anh em nào mà chưa like có thể đăng nhập vào YouTube để có thể cho em xin nút like. Anh em làm có nhiều link YouTube thì càng tốt. Đăng nhập vào. Xin đúng nút like. Lại giật. Đây là màn hình máy của Sơn Luyến. Sơn Luyến là 12. Chúng ta thấy anh Sơn Luyến đặt đạo 1 cho nhà chính, anh không bấm cứu hát. Cứu hát của anh bị liệt. Đói đùa với tôi thì anh cũng không bấm cứu hát. Khả năng cao ngày xưa, cái truyền thuyết đó là ngày xưa anh Sơn Luyến anh ấy chơi máy và cái bàn phím nó bị mất phím hát.
Tức là anh đặt đạo nhà chính cho nhanh. Ngón tay anh ngắn. Ngón tay sơ luyến thì to tròn và ngắn. Ngắn hơn so với mặt bằng chung của các tuyển thủ chơi AOE. Đấy là ngắn không quan trọng à. Quan trọng là kỹ năng. Dài ngắn nó không quan trọng. Dài hơn thì nó lợi thế hơn. Bấm nhiều phím hơn. Chụp phong thao vào, chụp phong thao vào. Mà quan trọng vẫn là kỹ năng thôi. Tay dài mà đánh như gà thì không ăn thua. Ở chân đi mà. Tiếng game lại hơi nhỏ, lại cho to tiếng game lên. Cho to nhất rồi đấy. Ô một bài ba hiêu. Còn sao xe nào cũng đã có quả phụ rồi. Tôi tưởng đâu có quả phụ như là bài đấu lưng cao đấy. Ép đời lưng cao đấy. Bỏ một bài hiêu đi thôi. Bỏ bài hiêu đằng sau cánh rừng đầu đi thôi. Xe không cần thiết phải ăn thêm được ăn đến 3 bài hiêu trận này. 25 dân. Đánh được 25 dân rồi. Bởi 23 anh ít đời. Ép đời tốt đến từ game thủ Trang Long. Nhưng mà ép như sách rồi. S3 không? Rồi. 3 trước nhà BS trước khi anh kích, chính ra kích trước khi lên đời 2. Bóng sợ. 26 giây và đang anh có đi dâng A không? À, chứ không bảo đấy. Một bài đấu trong cánh và dâng A ra bên ngoài. Giống ở trận thi đấu đầu. Sau một trận thi đấu tỏa sáng với vâng đời 4 thì có lẽ sơ lớn trận này anh đi dâng A, mặc dù anh lên đời cũng không sớm lắm. 26 dân mà lên đời xong cộng thêm một dân thì vẫn sang đầu 10. Không cộng dân vẫn sang đầu 10. Cứ đâm thẳng lên, dâng thẳng cánh sang Long, Long khỏe. Không biết đôi lá hổ sẽ đánh phi sai trận này. BA và BM. Đầu cánh của game thủ xe Long là game thủ lôi lá hổ. À chính xác là game thủ chim sẻ đi nắng. Chim xe đi nắng. Kích đời 950. Bên Việt Nam anh lên Facebook mà bắn tươi rồi không nhỉ? Facebook gạch chéo chim sẻ đang phát bếp để theo dõi giọng bình luận của Yên, có lẽ là bình viên Mazio. Anh cũng có thể lên BB Club AOE để xem máy của game thủ BB. Khá nhiều kênh để xem. 24 dân đến từ 98. Đây đời sớm nhất bản đồ. Chín tám đổi màu này. Chắc lôi lỗ chọn 17. Không cho 98 chọn 17 nữa. Anh nhà 26 dân đi dâng A ra mà. Này vai trò của game thủ sơ lên rất quan trọng khi mà anh dâng A vào nhà sẻ. 8 đã lên được một bài đấu đột biến với 24 dân. Giật shock hả? Biết trong game giật. Mua cái lại của bắt khăn, xí qua cái chèk nè. Như vậy là xe Long và chim sẻ lên đời băng nhau. Một quả dễ xuyến vậy đó. 5A của anh Long, còn một bãi quả phụ đến từ xe Long. Các dân đi ăn quả phụ, đỡ phải ra ruộng vẫn có thể xúc 5A. Cứ thế nhà này còn đúc ruộng làm gì. Đấy, ăn luôn cả phụ. Đỡ phải ra nhiều ruộng mà vẫn có thể xúc 5A. Quả phụ này cũng không đẹp lắm đâu. Nó cũng dốc dếch nhá. Ừ.
他妈他出马了，我靠，这就是。他没打我、啊。出了，老弟，冷酷。他的手下找我去了吧？酷。反正我。哎，罗。金丹，赖了，给赌金丹，因为这是邓金丹的人，空城。về đó, ấy ra về, bắt được một cung đường chín tám rồi, về đây tiếp. Ui rồi, không về, chán đời rồi, tới hai chín tám đêm rồi, sẽ làm người chết một dân. Tôi cung đường lấy một dân, quay hết quay đời. Từ thứ hai sẽ lòng lỗi. Mấy chủ nhân khỏi nhỉ? Tận dụng con dốc, tận dụng khả năng điều giờ, vâng, sẽ lòng bị hạ đánh một. Ta khuân nhỉ? Bạn có chủ nhân khỏi đang chơi thằng cháu chín tám chia sẻ lại lọt vàng. Sơ lưới anh làm gì đây? Lưới đang chơi với sẻ. Ừ, sơ hình đã đánh không vào, sư đang chơi với sẻ. Khói phán à, lưới đang đến đời muộn đơn sẻ. Cá gì chưa, đưa ra cá gì chưa. Đưa ra chi là khu à? Vâng, chín tám vừa quả đánh hoang, lưới nó vừa công chẳng lắm. Đấy, 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 Chạy lòng anh về vẫn tù rồi, có thể anh về vậy. Đi chơi của ta luôn chưa? Tốn gỗ mà chả được gì. Của ta luôn ngay, đi chơi chưa ra dụng chưa này. Lại thằng thao 98 lại lọt vào, vẫn cảm giác 98. Anh luôn biết cái đường để lọt vào chỗ điểm yếu của Sang Long. Mày anh đánh hay quá nhờ. Sang Long đi công vẫn chưa được. Nhà đang 98 hạnh. Hôm nay 98 chắc là hôm nay khả năng cao 98 đi buôn hành rồi. Như vậy là cánh kia khả năng cao lôi nó hổ sẽ solo với Bi. Solo với Bi, hai ông sẽ solo với nhau. Khói phán rồi, khói phán rồi. Quá khổ cái thủ 98 mà bây giờ lại đây chim sẻ lọt vào nữa. Long có tháo cơm luôn không? Thế Long anh có tháo cơm không? Sơ Luyến là người về cứu Long. Sơ Luyến bơm gỗ cho Long. Xe Long chỉ có tham lại 33 thôi. 2 đánh 1. Sơ Luyến là Sơ Luyến 42. Có cái tao lên. Mới to cái bài dừng dừng A, 4A và đi ăn hoang như thế này được. Còn có thể đòi hỏi hơn đến từ Sơ Luyến. Phải 26 dân. Sẻ cũng không có dân quá nhiều ruộng ở nhà chính đâu. À, cố gắng móc cho sẻ đi, giảm áp lực cho Sang Long. Vừa thủ nhà cho Sang Long. Vừa đi móc máy sẻ. Và trận này thì Sơ Luyến quá nhiều việc để mà làm. 42-44. Thủ nhà cho Sang Long xong, anh quay trở lại nhà chim sẻ. Khi mà chim sẻ đang đứng ở mặt nhà BA của anh. Và móc lốp đến từ cái thủ Sơ Luyến. Còn bây giờ Sang Long phải bật chế độ hồi. Đừng bật chế độ bay lên là được. Anh không nên học theo Bình Ôn. Bật chế độ hồi đi anh ấy. Lão của nó bị chế độ ưu sơ lão của. Chế độ ưu sơ. À, ưu sơ mình đánh rồi. Tôi nói cho anh, ưu sơ mình không được. Tôi hiện tại chiến đấu rất là yếu. Tôi bảo mà chưa khui gì. Mà anh chỉ ưu sơ. Tôi thà. Ồ, lôi lão hổ mới là người tốt nhất bản đồ. Anh đã đào 160 vàng rồi. Khả năng cao anh lên cả đầu máu rồi. Chạy không máu chứ. Hay quá nhỉ, lôi lỗ ổn sẽ cầm chủ lực trận này. Chim sẻ đi sai rồi. Tỷ số là 2-1. Sẻ thật ra cũng không tin nhiều, 16 và chết 24. Vâng, một trận thi đấu mà game thủ lôi lỗ thắng cánh trước BB. Không phải một bài đấu ở đầu cánh. BB không phải một bài đấu ở trong cánh. Xin lỗi mọi người. Chim game thủ 98 là người trong cánh và dâng Nga thẳng xuống. Hay lắm anh lôi lão hổ ạ. Chúng ta biết đến lôi lão hổ với cái khả năng ban máu.
Nhưng mà có lẽ anh hơn Hồng Anh ở cái thể loại và anh cũng có thể đánh chủ lực. Rất tiếc là chúng ta không có màn hình máy của game thủ lỗi lỗ do anh vâng đánh Win 7 và không có thể live được ở trên nền tảng của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng có hai màn hình máy là cũng tốt lắm rồi. Còn vài đấu bi lên đời muộn. Hai một. Ta chờ đợi trận thi đấu thứ tư à. Hai đều nó kịch tính không? Có bản lề không? Ta chờ đợi đến với cả trận thi đấu thứ tư. Kèo thi đấu 3-3 xem. Chạm 4. Chạm 4 là BO7. Ta hay gọi là chạm 4. Và chuẩn của thể thao điện tử thì phải gọi là BO7. Thế Long chọn cái màu 4 rồi. Anh chọn màu 5 đánh không ăn thua, chọn màu 6 đánh không ăn thua, chuyển sang cầm cái màu 4. Chuyển màu. Tôi trông chờ một hai cái anh soi máy kia, soi máy của Lôi Lão Hổ. Xem anh đánh đấm như nào. Hai trận đầu đấy chúng ta bỏ qua Lôi Lão Hổ. Trận thi đấu mà lên đời sớm nhất bản đồ ấy mà. Để xẻ nó cung nhà được có thủ dâm. À thẩm du thôi. Luyến đội hình này thì không cân. Có thể đội hình nào mới cân anh ơi. Theo anh đội hình nào mới cân, em nghĩ là cân rồi. Trận đi đầu thứ tư. Mở ba tiếp tục là Trang Long rồi. Vẫn là anh Long. Vẫn anh Long. Đôi vòi bấy nhiêu. Rồi trận này thì anh có lùa lùa rồi. Sau mấy cái trận thi đấu mà không lùa được cái gì về. Trận này thì anh có đồ lùa rồi. Ít nhất 2 voi. Bởi nhiều kia hoàn toàn thể ăn được ép được. Cố đầu không quá xa. Thôi chờ đợi anh xe lọc đây rồi. Dừng đây rồi. Một cánh rừng già. Một cái rừng thông nhìn uy tín lắm rồi. Thêm cánh rừng nữa không. Trong cánh rồi. Cổ lắm rồi đấy. 3 trận thi đấu đều bị 98 nó móc cho không thở được. Chúng ta chờ đợi xem anh chơi kiểu gì. Nhà ba dừng quanh nhà. Chỉ với bình yêu cầu trước. Như vậy rất tỉ mỉ đến tự lòng. Quả phụ rồi. Bài ngon rồi. Hai voi bình yêu đầu với 6 con rồi bãi quả phụ. Anh em lại cho xin nút like. Ai chưa like, ai mới vào để cho em xin nút like. Thêm một voi nữa dành cho xe lòng tứ tượng không? Tứ tượng. 4 voi. Mọi người đang bảo xe long đi dừng A. Xe long đi dừng A. Cái thời gian chững lại một chút. Ủa, đây rồi. Vác hai dân đi rồi.
Sơn Nga rồi. Sen Long đi Sơn Nga. Bao nhiêu dân đây? 24 dân không? Bắt đầu nhả dân, có lẽ 24 dân dành cho Sen Long và đâm thẳng. 24 dân và đầu 7 đến từ Thần Long. Sen Long đi Sơn Nga, thẳng lên 12 giờ. Màn hình máy của game thủ Sơn Luyến. Đây là anh Luyến. 24 dân. Vâng, 25 dân và kích đời 740. Không quá mắc. Vừa đấy là, vừa không bao giờ. Anh có chết dân không? Nhà cũng chỉ có những... Vâng, cũng đi dân. Hai người à, đi dân nhà. Đi dân nhiều, đúng rồi. Cánh của xe lòng chơi rồi. Đúng rồi, trận này sẽ cầm chủ được thôi. Anh cũng đi dân lốt thì quá dị. Thôi đâu là 25 dân. Thời Luyến anh tới nhà của anh, ba cái dư dừa anh cũng đi dần. Trở lại với cả cái thủ xe lọc. Xe lọc chú ý đóng e. Có thể cũng cộng thêm dần ở đời 2. Anh một bài đấu anh Dương Hà thì kiểu mà chắc không cộng dần rồi. Không cộng dần rồi, quên đóng e. mười ba mười bảy chính xác là 9:37 dành cho xe lòng. 12 giờ anh Luyến bài 25 dân cộng 1 nhưng mà vẫn kích sang đầu 10. Anh đây chồng a với xe lòng luôn hay quá. Trời, Luyến vẫn còn một bãi quả để dành ở trong góc 9 giờ, một bãi quả để dành. Phải sao? Phải à? Đánh nhà cảo dần lốt ông chồng à với Sách Long. Nhưng mà các anh phải phối hợp hay cơ. Như hai anh ấy phối hợp lạc nhịp thì khó lắm. Và xem ạ. 98, trận này 98 khả năng cao là thay thế ông anh rồi. Thay thế ông anh ấy quả ép đời, ép ít dân và đi dân A rồi. Lại với cả xe lông. Đang chờ đợi bánh xe. Chủ động cắt hai dân đi dân vào trong cành. Thói tham. Đang đánh 24 dân đó 9%. Có lẽ cũng là một bài đấu mà 24 dân nhưng không cộng thêm dân. Quay tham mạng đứng sủ của dân trên quỷ. Thật không có gì đứng sủ của dân trên quỷ. Nhưng mà đứng sủ của dân. À, chúng ta xem rằng hai người đi dâng sức mạnh tiếp như thế nào. Liệu có ai trên 12 giờ không mới là chuyện. Tao rồi. Chim sẻ đi nào. Rồi. Nhẹ nhàng bay ruộng thôi. Sẻ chết một dân. Lòng vẫn đang được tốt. Sẻ... mới chỉ chết một dân. Rồi, có cả anh Luyến đây nữa, vui rồi. Quanh cho sẻ biết thế nào là lễ hội luôn rồi. Sẻ bay tiếp một quanh ruộng, chỉ đang bay tiếp một bay gỗ. Sẻ tiếp tục là phải thao công đi. Hai ông dâng vào. À, để lên luôn à. Sấn không chưa? Đây là hai tơn của Sẻ Long, không hề xoắn một tơn 5A của Sẻ. Sẽ có một người để lên trường nhà BA của Sẻ công. Dân của Sẻ tiếp tục phải chạy thể dục chơi bản đồ. Họ cần sẵn nó máy chơi bản đồ. Vâng, Sẻ đã thao công một chiếc nhà BB được đen đi. Ta pin nó bắn thì tao phải nhận rồi. Sẻ Long vẫn quyết định là ôm chiếc Sẻ. Truy sát theo nông dân của game thủ chiếc Sẻ để chạy dân cả kích. Game thủ BB là người đứng góp 3 của Sẻ Long rồi. Nhưng mà nhà BA của Sẻ Long thì có cả khung giờ sơ luyện nữa. Không dễ để cho BB có thể làm gì. Trong khi đó thì Sẻ Long, anh chỉ nhằm chia sẻ và bắn cảm giác anh... Sẻ Long làm loan bó hút công. Bò thì không hóa, bò to thì không hóa, nhưng hóa cái bò gì mà nhìn vội vàng cũng đuổi theo. 45/48 dành cho Thần Long của bài đấu đi Dương A, nhà vẫn đang chưa ai đụng.
Vâng, anh vừa truy sát theo cung R của cái thủ BB, đẩy cung R BB về phía mặt nhà mình, vừa truy sát theo dân của chim chim sẻ đang, dân chim sẻ đang chớm mà dừng lại một chút tôi là chết ngay. Vừa chơi đi cả ra bị sụn lại hôm nay. Đây rồi, có lẽ là game TV các anh lên mời Trang Long về đánh cái giải cơm thịt sẻ nó mới đúng đấy. Dân của sẻ chạy chớm đứng lại một lúc thôi, một giây thôi. Khả năng cung R Trang Long có bắn chết ngay. Rồi, bây giờ kết lục quân với Triệu Luyến bắn vào trong nhà của BB. Đấy, một vài là Dương A nhịp nhàng đến từ cả Long và Luyến. Thôi, bắn mua xí ạ. Dương A có phải 50, bơm đồ cho ai đó. Tôi không nhìn rõ khả năng cao bơm cho lôi đã hổ. Hay bơm cho game thủ Triệu Luyến đây. Chính sao lắm nhé. 41 của game thủ Triệu Luyến, khả năng cao bơm cho anh Triệu Luyến rồi. Vừa thấy Triệu Luyến có 400 gỗ. Thế bơm mua. Vừa. Rồi, Triệu Luyến đã ở trong nhà BB. Liệu có ấn định tỷ số 3-1 không? Không phải ấn định mà tỷ số sẽ là 3-1 không? Hay là sẽ là 2 đều? Tham ta chưa nhìn được 98 đâu. 98 chơi với cả hình thủ lỗ hổ chẳng 9% trong cái map Gigatic này. Cũng ra vào chia đi cả trụ. 57-60 của người đi dân A. Bầu 4 Xe Long, nhà Xe Long chưa ai đụng. Bây giờ đây là cung R lôi lá hổ, một một lôi lá hổ rồi sẽ quay trở lại nhà cho Trang Long rồi. Đoán được trước rồi, giờ sẽ đang chạy dân ở mồm nha. Nhìn thấy tình huống chạy dân ở thẳng vào mặt cung R của Trang Long. Bài 59-60 dành cho người đi dân Nga ở nhà có cả ruộng. Không hiểu game thủ U98 làm gì với bài đấu 24 dân lên đời sớm nhất map. 35 của game thủ sơ liền. Anh vẫn đang cố gắng. Con sẻ đã đóng BC. Sẻ có lẽ ở hồi khoảng cách giữa nhà của sơ luyến và nhà cũ của game thủ sẻ. Sơ luyến đã chủ động chạy dân đi ăn hoa. Không biết được cái bánh quả để dành ấy, ăn chưa hay là anh vẫn giữ cái nghĩ ăn rồi à, khá là hay chưa. Vậy chia sẻ nó to hơn cả hiến thủ 17-98 một chân hai đời ai cũng chung. Vậy 98 đi ăn khó lắm, 98 solo cánh với lôi đã hổ có cả phóng rồi cái long luôn rồi gà thằng là 57 bắt được trượt tần bù đa nào có. Bây giờ chúng ta mới thấy sự xuất hiện của cung R của cái thủ M7 U98. Anh lấy lại được cái M7. Xe Long thì bây giờ mình dân của Xe Long mới bị bắn. Ui bị về rồi. Sẻ vẫn to. Sẻ hồi chỗ nào nhỉ? Tỷ số 2 đều chứ không phải 3-1. Vâng, sẻ hồi đúng là ở giữa hai nhà của sơ luyến và game thủ chim sẻ ở trên đỉnh hai giờ. Tả không chi mấy sa tả không nghĩa tả lão hồi chưa mấy hai đều chúng ta có trận đấu bản lề. Tớ má chưa đâu mà tớ tả bất tử ba tả hào hơi phải có quả BC nhà chim sẻ đuộc đây. Sao đi nào bên đó đi sao đi chưa đi sao? Quân quân đi không à? Cái đéo mà ta mà đã chơi thần long gia đánh 2 gia kinh chi. Tôi không có đánh. Trừ phi thần long, rất cần. 4 trận thi đấu và tỷ số đang là 2 đều. Thần long chút mà có thể đánh chân đi thì có thể tốt hơn. Đúng à, tôi đánh chân đi, chúng ta 2 chiến. Số lượng thì thôi mà. Người lại cho xin tớt lai à? Cần thế này, chẳng 4 thôi. Cái này tôi chỉ xin tớt lai. Ta chân đi, chi sơ đá không được của ta. 23 con to. Ủa đây đôi lâu solo cánh với cả U98 lại còn thua cánh. Vâng, một tiếng đồng hồ. 1 giờ đồng hồ thi đấu và tỷ số đang 2 đều, chúng ta mới có 4 trận. Hai dân không ăn thua. Có 2 người đi dân. Thì chơi bài dị nhưng mà không ăn thua.
爷，姐，姐，知道吧？啊，我再去给他们留着呢。Vâng, trải nghiệm cái nền tảng này. Đấy. Mọi người chờ chút em nhé. Nhà tin gọi lon bóng. Hôm nay thì em sẽ xin phép thoải mái các anh Trung Quốc, quay máy các anh Trung Quốc. Máy Việt Nam chúng ta có thể xem ở trên Facebook. Rất nhiều kênh phát. Có nhiều còn dịp mà chúng ta được xem được cả thao tác tay của dân Trung Quốc. Và tiếp tục quả phụ, bài chính xác không có đồ lùa thì sẽ lọc. Bãi quả đầu của anh cũng từ đằng xa, để cái gỗ đầu gần thôi. Quả phụ đứng đã tìm thấy rồi, nằm gậy. Kèo này kiện nhưng cũng không thấy tham gia.
Ủa sợ. Không biết tên Vũ bận chăng? Biết đâu đang bận đi đầu tư và đi trả lương người khác. Không có thời gian đánh chế. Đợi anh phát lương cho nhân viên. Xong thì anh đánh. Yêu. Nghe đồn nhân viên của Tiên Như Vũ làm quả hai bằng tiến sĩ. Chắc là phát lương lâu. Phát lương lâu. Hai bằng tiến sĩ cơ. Mà nghe đồn là công ty chỉ có một mình ông ấy làm. Hai bằng tiến sĩ mà làm bằng hai ông khác. Ủa bởi yêu. Đủ đồ đấy, trên lý thuyết đủ đồ rồi. Có gì không? Thì Nghĩa Vũ đang làm là CEO của các là đầu tư ấy thôi, bên Trung Quốc. Làm sếp á. Ô su, biết là sao nào? Bây giờ 4. 7.000 thật sự. Thôi tôi xem máy anh Sơn luyến đi. Đây là Sơn luyến. Có 4 Sơn luyến. Cũng không đồ lùa. À đâu? Chắc có đồ lùa đang sẻ thịt yêu ấy, thịt voi. Có một voi về không? Có thêm một yêu nữa dành cho anh Sơn luyến. Sẻ ổ lũ cũng khí hiểu không? Anh không đồ lùa lại. À ổ yếu sẵn rồi, ổ yếu sẵn rồi. Cái này Sơn luyến tập trung được rồi. Trên 12 giờ. Oi tiền thủ 18 là tiền thủ gì đấy? TV chết một dân, 18 là lỗi hổ thì đi dâng Nga, ta biết là lỗi hổ đi dâng Nga rồi, biến đi ra, hy vọng anh đừng dâng nữa, một người dâng thôi. Quý hốc của trên 12 giờ không? TV chết một dân, 23 dân đến từ bị 4% ở thời điểm 9:20. Còn quay trở lại với anh Senlok BM và BA rồi. Phải đấu với Senlok một tỷ tài của bấy nhiêu nữa này. Rồi, nhưng mà vẫn là những cái thao tác là quen thuộc của xe lăn thôi. Ôm gỗ và đục ruộng. 26 dân của lối đạo hộ, 25 dân của một và anh đi dân A. 24 dân của B. B là ngoài đó 25 dân nhưng mà trừ 1. Chết 1 dân. Coi tham khá kỹ đến từ xe lòng. Bộ 4 cái thủ sơ luyến lên đời muộn hết bản đồ. Coi những cái thông số của xe lòng soi. Ôi, thấy anh soi rất kỹ. Bài Bù Na. Bù Na thôi, không có nhiều lực. Nam A thì sóc đều Nam A trận chiếu này mình. Sơn đổ tên xịn. Na thôi. Nó dần dần về bò nhà, bò bế nhà cửa và tiếp tục là vẽ thêm ruộng đi. Hơn cùng vừa đầu đến từ sàng lọc, lần cấp chặt của hai luôn, rất tự tin. Bù Na chặt của ai sớm.
Tờ Luyến lên đời rất muộn. Đây là anh Luyến. Cũng đã lên đời rồi. Không vui. Nán xuất ra lưu tiện. Đây là em anh làm gì? Nam A đấy. Quá. Đây đâu? Đây là gặp luôn. Mẫu 7, U98. Nán xuất ra lưu tiện. 98 đánh 4A. Cái mẫu này đầu đánh 4A đến từ 98. Cảm ơn cô là. Ô bế nhà cửa. Trở lại với xe long. Xe long đang kết hợp với cả game thủ lưỡi hồ để công vào nhiều người lên đời sớm nhất bản đồ game thủ BB. Chết à. Bài mà bi đánh bốn a đóng a trên dốc. Thế nhà cũng vâng địa hình long trào. Địa hình long trào thì bi đã phải bắt dân ra đả đập luôn đấy nhỉ. Đảo này không ăn thua. Lập luôn. Ui ôi, bị bò hai lớp. Bi bị ăn hành trận này rồi. Do chuẩn bị hai ông công vào sớm như này thì lên sớm như này thì không phải một bài đấu dâng A đến từ Bi. Bi đánh tại nhà. Hai ông oánh sớm quá. Sơn nó chưa xong này lắm Bi mà Sơn Sơn Luyến. Đây là lỗi lỗ, chẳng mấy khi anh được đánh. 40. Lỗi đổ đã bỏ nhà BB để công sang nhà trong cánh. Công sang nhà trong cánh một tên mà BB dân thẳng vào mồm cung đờ của cái thủ lôi hồ. Sau này 40 dành cho người BB dân Nga. Sơ Luyến đã phải đợi sơ tán những con lông dân của mình sang nhà của cái thủ lôi hồ. Có lẽ nhà anh đã bay. Khi mà chim sẻ đang cũng đã công lên nhà của cái thủ Sơ Luyến. Bắt luôn. Ủa mình sao lại nói sợ lâu chứ ta sai ra là. Sao nó hiểu rồi, đúng gì sao mà. Ra căng cả tàu ba sức là tàu ba mà. Đang xuống góc 3 giờ. Quay trở lại với các game thủ đi dân A. Ta sao lại không có xuôi theo sao nhỉ? Đang trên 56. Ở nhà bắt đầu quản dần rồi. Chứ không phải làm mà là. Ủa ba là to nhất bản đồ. Xe long đang bé hơn một chút. Ồ, bắn nhạc không sao, bắn nhạc không sao. BB đang bé nhất. Lâu khai phá. Chúng ta chỉ to ngang anh Luyến thôi. Mấy ra tan đi là nhìn cũng không văn tay tốt rồi. Này gánh lặng thuộc về Sang Lọc. Có lẽ chia sẻ đánh 5A. Đấy thì mình đúng không? Có lẽ chia sẻ là người đánh 5A. Còn Sang Lọc là người đánh 4A. Và chưa tăng chiếc nhà BA thứ 5. Quay trở lại quấy bị một tên. Vừa mới tăng chiếc nhà BA thứ 5. Và vâng đây. Hai tên đi truy sát. Không có vẻ ra thấy ra rồi. Cái sát thương anh đẹp lại là không nhiều. Còn dù anh đi đứng cung R, chúng ta thấy là những pha hit and run, những pha đi đứng quân của anh thì vẫn hay thôi. Nhưng mà có thêm tí vẩy E vào nữa thì sát thương của anh cực kỳ nhiều. Áo vàng. Vừa quản cả bi, vừa quản nó ngoài. Tả lắc cơ con xuống dầu của sở. Quay trở lại nhà Sang Long, bây giờ thì số lượng quân ở Sang Long là quá đông. 81/104. Dân của bi ngang qua đây. Màu quân đi mình viện hôm nay thì các anh không chơi tiếng Trung Quốc nữa rồi. Chơi tiếng tiếng Latin rồi. Chơi nó tao à? Đó à? Không cần thiết phải có cả màu quân. Anh ta nhìn thấy TL Sang Long rồi, ta biết đấy là anh Sang Long. Có chút tao ra nhau không? Quân thì không. Tạt chiếu điện, chúng ta tạt chiếu điện cho mà. Không cần thiết chỗ nào. 100 từ xe long để lên cái tham lai 1 lít. Có bế nhà cửa 2 lớp vào anh ạ, 2 lớp vào. Tạt chiếu điện sư tạt sao thế mà. Công lên. Có đồng đội gọi đi tấn công. Tạt chiếu điện sư tạt sao thế mà. Kẻ lắng to. Tạt sao thế mà, xua tạt sao thế mà, tạt sao thế mà. Kẻ mới đào được 200 vàng thôi. Chưa là thôi, 55 dân, 64 dân đến từ thần long. Sao thế mà tạt bây giờ, tôi chết để qua lại tạt thật. Xem nhầm số thôi. Đây rồi. Ta sẽ làm mình xe lòng ở đây. Đôi đã hổ. Đây là xe lòng. Xe lòng là tốt khỏe. Nhà lòng phát triển lên đời 4. Đây là lần đào vàng rồi tăng liên tiếp 2A. Có lẽ xe lòng không lên đời 4 chứ. Anh sẽ tăng A lên và chơi. Tả ra xuống sớm sớm ra. Tả thừa lúc tục thẳng thôi. Chơi ra pin tả. Sẻ đang báo về là Long đang đánh sẻ. Ta chút thề, chút thề. Quay lòng luôn. Cô tả thơ chưa? Hả? 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 Cô tả thơ chưa? Cô tả thơ chưa? Cô tả thơ chưa? Thế nên cái binh ta ở chưa? Thế tả là binh á.
我这有个主田，再上个主田。我进去了，我进去了，我进去了，我进去了。我来上个主田。嗯，打他，打他，打。他在救我兵。打兵，打兵，打兵。好的。小兵亮。小兵亮。打兵，打兵。在喽。闭嘴。我打兵。我在打龙。嗯，打兵。我跟老在打兵。在压龙地呢。我在打兵，我在打后面打。我把第一控可以控上去。打不了，你咋关不关？你看到？我们里面两个人在杀。打兵出来。麦提达，我干板，等你这多。嗯。我麦多。嗯，技术边边南，你看看那提达比怎样？比比吧，提带等于提带多体力。Bảy mươi bảy tuổi thế nào? Đây là bảy mươi bảy tuổi thủ. Bảy mươi bảy tuổi thủ. Đi dân A2 trong game ta lại 47. Vẫn là áp lực là xẻ bay hết ruộng rồi. Không phải là pin là sao nào? Bây giờ tôi chơi. Vâng, 2-1, chúng ta thấy 2-1 thì ta bảo không chốt què mà cao xẻ vừa chốt còn cả què nữa cơ. 46 người đi dân A cũng 27. Ủa đâu? Còn đây là anh Sơn Luyến, anh còn sống không? 52 ổn. Thì ta ma đồ truy tao xử. Ổn như tự anh Luyến chạy ở góc 3 giờ hồi ngon. Bây giờ cũng ốp xẻ. Không phải 2-1. Ba Âu cũng xúc. Không phải 6 điểm. Tôi khỏe quá. Ba Âu cũng ôm đấm một phát. Xe Long và Lý Hổ cũng ông đấm một bên má của cái tủ chim sẻ. Ông Sơn Luyến đấm thẳng mặt luôn. Sợ thật. Rồi, trở lại sang Long, cho anh làm cái không gì? Anh ra. Ủa, mấy sứt đấy ạ? TV có tên lọt vào nhà Long. Không lẽ là cậu hổ, má chơi. Có tên cho mày thủ, còn ế má. TV và chúng ta đang cố gắng để có thể móc máy Long. Long thì vẫn còn ruộng, còn rất nhiều ruộng. Khi xẻ chúng ta nhìn thấy là bay hết rồi. Vô thần chắn rồi. Và thật giật, hy vọng không bị đít. Rồi, bị gì sai? Tỷ số là 3-2. Ôi rồi rồi. Ốp tập thể luôn ạ, hay quá. Điều mà chúng ta thấy vẫn thấy 98 hay thôi, trận này có lẽ lỗi bi rồi. Lỗi bi rồi, đầu cánh như đời sờ nhưng mà. Thạch. Mười lăm kỷ thì xe lòng. Rồi, xe lòng đã tỏa sáng một trận thi đấu ở trên đầu rồi. Chưa sáu đâu, xong chưa là điều. Đang định sửa tỷ số tự nhiên thôi. Mất luôn cả tỷ số. Ai gì đã chán thật. Ba hai quên cả tỷ số này. Ai gì lạ. Cái tuy cái này nhà tống từ. Chú đang theo dõi kèo thi đấu 3-3 xe. Các tuyển thủ Trung Quốc và đội chủ chúng ta. Ở trận thi đấu thứ 6, tỷ số đã là 3-2 dành cho các tuyển thủ Trung Quốc. Đây là sở trường của họ. Thâu, chỉ là thâu tỉnh. Anh em cho xin chút like đi, 50 like rồi nhưng mà mục tiêu hôm nay là 100 like rồi. Trung Quốc. Ê, thằng Ma Lai Yến nó có ý ăn à? Thấy ông 98 này kiểu gì rồi? Trận thứ hai liên tiếp 98 chọn trùng màu. Một bài xe long còn đẹp chứ. Bài xe long còn đẹp gì. À, qua. Cầu.
chạm 4 anh ơi, chạm 4. Chào anh Đỗ Tuấn nhá. Đỗ Tuấn đấy, Đỗ Tuấn. Ôi giời ơi, mẹ anh ấy xí chửi xí cú em một cái đi. Xin chào đi ạ. Một cái đi mà tâm hạ. Một cái đi mà tâm hạ. Đi lạc của ông Nhu và công an. Bình luận đây là cái kiểu riêng của bình luận viên phủi đâu. Không hề nào hay là bình luận viên chuyên nghiệp được. Mazio anh. Má dư đi đây ông. Cà Mau rồi. À, yên chắc hơn ạ. Ai nghe nghe suốt ngày hay. Thế mà mọi người cứ suốt ngày chửi. Bình luận cho nhiều người xem quá. Chúng ta đã đứng kia cả. Chạm 4 nhé mọi người. Cả hai kèo thì chạm 4. Hả? Kia, đánh nhớ. Đúng. Chung kết sớm dành cho bên Việt Nam. Anh có Ngữ Hòa 3 về 3 đều và có chung kết của chung kết hay không? 1-1 của Nguyễn Thủ Trang Long trong cánh rồi. Cái thủ 1-8 đó là cái thủ Lôi La Hồ. Check check góc 9 rồi. Và 6 giờ là vị trí quân của vị trí nhà của cái thủ Sở Luyện của 2. Trong chờ mà cả Trang Long và Sở Luyện các anh đều có thế nhà đẹp. Lôi La Hồ sẽ là một người đấu dâng thẳng lên cho Trang Long. Và cái thế mà đẹp nhất. Trang Long là trên Duwin. TikTok ấy. TikTok là cái phiên bản quốc tế thôi. Còn cái phiên Duwin đấy là phiên bản của Trung Quốc nội địa. Nó nói chú phong tha, bế con hổ à. Trung Quốc ấy khá nhiều nền tảng live stream. Ta biết là ngay cả cái nền tảng Mimo TV cũng là của cái anh Huy A cả thôi. Ô, đặc biệt nó khỏi gì? À, cái... Không à? Đô Ru gì không? Không à? Rất nhiều thì livestream ở Trung Quốc thì bằng con gái thì kiếm được rất nhiều tiền, chủ yếu đến từ khoản lì xì. Người livestream Việt Nam thì biết livestream nhiều không kiếm được nhiều tiền, không kiếm được nhiều tiền. Và em không biết, em không phải là streamer bốn voi rồi. Bốn voi dành cho xe lăng quả phụ rồi. Đây là chiếc nhà BS đầu tiên. Anh đánh máy của game thủ Sơ Luyền. Bởi yêu về cũng đã có S đầu. Quả phụ cũng đã có đủ đồ rồi. Đủ đồ mới xem không. Đã chân đi, nếu ra đấu của chơi, không có nữa. Quay trở lại Trang Long là cầu voi chết dần không? Trang Long thắng đơn cử nhiều không? Câu hỏi khá hay của anh. Tìm xem Trang Long thì thắng có được nhiều không? Con xuống lên chưa? Trang Long. Có, hỏi đấy. Mình sẽ chết đi bảo Trang Long. Ờ, mình sẽ bị sử dụng không? Mỗi trận thắng mỗi người được 200. Nói chung là khá nhiều. Khá nhiều, con số không dưới mấy nghìn đâu. Đánh hai kèo chạm 4 và kiếm ngon.
thêm bấy nhiêu nữa dành cho Long. Sao mình có sẵn cả. Bài đấu 25 dân, bài cơ bản 25 dân kích cuối 9 dành cho xe Long. Chính này không sao. Thêm hai chiếc nhà B nữa, kín cái mặt khe vực đó rồi. Má chơi không đi ra ngang. Má chơi cho tôi tin dung cho nó má nó bảo vệ ra. Và đây là BA. Thêm một dân. Bài sơ luyện cũng là bài cơ bản. Má chơi tôi tin dung cho bảo vệ ra. Bây giờ 9-57 với bài 25 dân cộng 1 dành cho game thủ xe luyến người ở góc 6 dân. Màn hình máy của game thủ Lôi Đá Hồ. Lôi Đá Hồ dân nam nhà sẻ bị sức cổ luôn. Má chơi bao trong tiên thủ trung chơi bao với bài sẻ trong cánh nhau. Sẻ trong cánh tập trung đánh 27 dân. Nhưng mà Lôi Đá Hồ anh nhốt 2 dân nữa rồi. Vác thêm 2 dân nữa đi. 24 dân của Hồ. Họ thắp khởi nâng gì Hồ, Hồ nâng sân như xe bắn mà. Trở lại với cả xe lâu. Nó vô phản thôi, tao tụt đánh đi chứ là, ô tao tao đánh rồi, bỏ qua 12 giờ. Tôi nghĩ 12 giờ sẽ có nhà nữa. Nếu 12 giờ không có nhà, nhà sư lớn rất cần một nhà nữa của bên phía Việt Nam. Và người trong cánh mới là người trong góc 3 giờ. Đây xe Long sẽ đánh và sư lớn để cầm chủ lực rồi. Cái thế chúng ta đã đoán trước. Mang là qua. Nâng cấp bánh xe lên đời 3 xong rồi nâng cấp bánh xe. 5A không? 5A không? Chưa có tín hiệu đánh 5A đến từ xe Long. Cú Na. Giờ sư mỏng cứu ở trên chiến đấu mà. Bảy đầu 5A. À. Nó khoan gì mà? Việc đánh 4A sẽ là cố gắng để có thể ưu tiên nâng cấp công nghệ trước, sau đó mới tăng A. Còn bấy bơm đồ cho game thủ sơ luyến 100 gỗ 100 thực. Còn rất đồng đội. 100 gỗ 100 thực để anh sơ luyến đánh 5A. Tay không giữ lại để có thể đánh. Có lẽ sơ luyến sẽ phải solo cánh và anh sẽ cần 5A hơn. Súng sẽ lại xung dịch. 5A thì... Châu sơ luyến thì 5A thì vấy rồi. Ủa từ sơ luyến này à? Còn sẽ lên đời muộn. Việc mà đầu tư cũng khá nhiều E để có thể bo E và A của Lôi Đá Hồ thì vào đây rồi, đã có sát thương đến từ Lôi Đá Hồ. Anh đã có hai cú đờ bắn rồi. Như vậy là không có ai trong ba giờ không? Ngoài cánh gần nhà của game thủ Sơn Luyến Nam Ninh có 4. Vị trí này thì Lôi Đá Hồ có 3 và đầu cánh bên này dâng thẳng đầu cánh bên kia, không phải với ai dâng thẳng đến 12 giờ. Đã có những sát thương ban đầu. Anh đang điều hai con cung giờ bắn nhà bi, hai con cung giờ nhà chia sẻ và đống cung giờ đấy vẫn chưa điều. Những quần rất tạt xuống nhà, quá tạt nhà cho chiến thuật rất di chuyển khẩn năng rồi. Sơ luyến, đã đẩy lên rất sớm rồi, nhà rất gần phẩy e đến từ anh Luyến. Đấy này anh phải phẩy e như thế này này. Này có anh Luyến. Chia chiến chi em hỏi rồi. 15-56. Bi liệt cánh rồi. Bên kia bên phía Việt Nam sẽ liệt cánh rồi khi mà đầu cánh bi bị hai nhà công rất sớm. Chúng chạy dân như này. Không hiểu đang có vấn đề gì với Bi. Bi chết rất nhiều dân rồi. Ở cái thời điểm mới có 16 rưỡi thôi. Còn 4 dân. Vâng, sở luyến đã không ai với đầy đủ rồi. Tiếp tục phải nằm xuống những con đồng dân của mình. Sở luyến chủ động đào vàng, 3 thằng dân này lành ít dữ nhiều rồi. Trở lại với xe Long. Bây giờ thì xe Long chết thì mới khó. Với con cửa thắng thì xe Long ngồi 54-68, 4A, chưa có chặt gỗ 2. Chủ động đào và cần không phải là 3 nhà, mà là 3 nhà. Vừa mới nâng cấp chặt gỗ 2, thì sẽ Long sẻ công nhà Long. Sẻ công nhà Long. Long chết tạm 1-2 dân. Đây là mặt nhà BA của Long. Có về E không? Có về E bắt không? Sẻ quay đầu. Đây, cho vào lồng luôn. Cho vào so luôn, phải e tiếp tục vậy. Phải vẩy chán đời thật. Ông giữ khiến can trôn nhỉ. Như vậy là sẻ công vàng, sẻ rút ra thì 98 công vàng. Nhà đất. Ờ, chứ rồi.
Tại sao bây giờ xong vô là vậy? Cố gắng lưu kéo trận đấu này mà một nhà bên phía Việt Nam đã liệt rồi. Đó là tuyển thủ Libby. Tuyển thủ Sơ Luyến đã đầu vào trong cánh. Sơ Luyến đã bắt đầu vào trong cánh. Libby là người còn cung đờ để sang đỡ A cho Xin Sẻ đi nào. Còn Lôi Lá Hổ 35 quản dân ở bên ngoài của Sẻ. Như vậy 98 ở trên 12 giờ. Có lẽ đây thì đấu hiếm hoi 98 ở đánh chắc nhà. Tôi nghĩ như vậy. 72 của Sơ Luyến chưa bị ai quản, nhưng mà nhà của cánh của anh phải sớm rồi. Một trăm gỗ trăm thực của Sang Long lúc cho game thủ Sơ Luyến đánh năm a chẳng là giá gì à. Rồi Sang Long đánh giá rất ổn, đóng BC nâng cấp đầu máu chưa có nhà xem mở không ạ. Sáng ra tao chưa Sang Long có nhà trình mời nhà mỏ mà mà tao tao mỏ mà tao tao mỏ mà không tao mỏ tao mỏ mà không biết xuống nè. Tôi không biết tăng kéo AC nhịp độ nhanh hơn, số may rủi nó cũng nhiều hơn. 98 đã quýt tỷ số là 4-2. Trung Quốc ở kéo sang Trung Quốc thắng 4-2. Chúng ta sang với kéo AC Ria máu tôi mới có đâu ạ. Má chưa má đi cùng họ tài hữu mua sư mà phí bật tay đất. Ê, nó mấy đầu ta sư sư chăm mấy cửa mà vẫn bị má chú ý rồi, anh thấy không? Quá khổ thì cho đi. Chỉ có cái thế sở trường. Chi sở cũng bị tôi đánh một bộ. Đánh cái mao chi. Toàn như thế mà. Nó cứ liên tục đó. Quá khổ. Chúng ta chờ đợi đến với cả kéo AC. Chuyển sang. Chuyển sang.